Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Đặng Vân Trường Vlog. Hiện tại mình đang đứng ở bờ sông Bắc Luân của biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Mình đang đứng ở bên phía thành phố Móng Cái nhìn sang. Bên kia là thành phố Đông Hưng của tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Thì như mọi người đã biết là Trung Quốc là một cái đất nước kinh tế đang phát triển đứng thứ trong top 5 của thế giới. Và gần một cái nước lớn như thế thì có ảnh hưởng gì đến những cái nước nhỏ hay không thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái video ngày hôm nay. Mình sẽ quay lại những cái dự án mà tham vọng của các cái nhà đầu tư tại một thành phố biên giới Trung Quốc, giáp với đất nước Trung Quốc như thế nào. Mời các bạn theo dõi và đồng hành cùng video này nhé. Trước mặt chúng ta đây là khu đô thị Phượng Hoàng nhé. Một cái dự án bất động sản tại cái khu vực cách thành phố Móng Cái khoảng 2 km, đi về phía bãi biển Trà Cổ. Thì mình thấy cái dự án khu đô thị này cũng khá là lâu rồi, nhưng mà bây giờ cái mật độ xây dựng cũng rất là chậm. Cũng có xây dựng lác đác vài cái căn biệt thự. Ở đây cái khu vực này cũng rất là rộng. Thế nhưng mà theo mình quan sát thấy thì cái xây dựng cũng rất là lác đác. Còn là mọi người không biết đã mua hết cái khu đô thị này chưa thì mình cũng chưa biết. Khu vực này có cái đài phun nước nhưng mà không thấy phun nước gì cả. Các cái bóng điện cũng đã cũ rồi. Ở đây cây cỏ dại mọc um tùm. Có cả cây táo này, có rất nhiều quả. Táo, có cây táo dại. Không biết là ăn có ra gì không? Cây rất là sai quả. Xuống. Đây là khu đô thị Phượng Hoàng nhé. Chúng ta xem lại một lần nữa này. Ở đây cái khu này cũng rất là rộng lớn. Khu đô thị Phượng Hoàng. Mất hết cả chữ G đấy rồi. Ở đây họ xây dựng cũng lác đác nhé. Đất còn trống rất là nhiều. Đây mình đi mình quay xem cho mọi người xem này. Đất còn rất trống, họ xây dựng mới có lác đác vài căn biệt thự thôi. Đất còn trống rất là nhiều. Các cái lô đất này không biết là họ đã mua hết chưa, nhưng mà chắc là chỉ có những cái nhà nào họ xây dựng thì họ bắt đầu họ mua họ mới xây dựng ở đây thôi. Khu đô thị này cũng khá rộng mà ở cái vị trí cũng gần cái đường cao tốc. Gần đường cao tốc Móng Cái Hạ Long.
các cái đường của dự án này cũng đã hoàn thành xong rồi nhưng mà vẫn chưa có nhà xây dựng, vẫn còn trâu bò thả hoa. Đây có một cái ngôi nhà biệt thự này, không biết có người ở không. Đấy, mình đi một vòng cho mọi người xem là cái mật độ xây dựng rất là ít. Không hiểu lý do gì mà mọi người không mua và xây dựng ở đây. Các cái đường điện cũng, cột điện cũng đã xong, các cái đường xung quanh khu đô thị cũng xong. Các cái tủ điện cũng chắc cũng đã có rồi, tủ điện thấy có rồi. Nước chắc cũng có rồi. Đây mình đi một vòng xung quanh cái khu đô thị này cho mọi người xem cái mật độ xây dựng của cái khu đô thị này rất là ít, hạn chế. Cũng có khả năng là mọi người đã mua hết đất ở đây rồi nhưng mà xây dựng thì chưa. Đây là khu đô thị Phượng Hoàng của thành phố Móng Cái. Đây, họ đang xây dựng cái vũ trường gì đấy, trường quán bar. Đây là cái khu vực này, mình đã đi một vòng hết cái khu đô thị Phượng Hoàng cho mọi người xem nhé. Đây họ có công trình nhà ở của không biết của ai họ xây dựng còn dang dở này, cỏ mọc tùm, bỏ rất là lãng phí. Căn biệt thự này không biết là của tư nhân hay dự án, chắc là không thấy có người ở. Đường điện nước ở cái đồ đỏ này, họ chắc họ có đường điện nước đấy. Cỏ mọc tùm, bỏ rất là lãng phí mà ngay sát mặt đường, không có người ở. Ngay sát cái đường đi ra bờ biển du lịch Trà Cổ là cái địa điểm của khu đô thị Phượng Hoàng này. Đây chúng ta thấy là có một cái quán Tùng Dương quán này, chuyên đặc sản rừng biển, chuyên các món lẩu, nhận đặt cơm, tour. Khu đô thị Phượng Hoàng Hải Xuân Móng Cái. Bây giờ bị bỏ hoang như thế này, cỏ mọc tùm. Không biết tình hình kinh tế suy thoái hay là cái khu này vắng khách thì nó không đông vui nhộn nhịp nên là không đắc địa cho nên phải bỏ lại. Cỏ mọc tùm hết. Móng Cái cũng có rất nhiều các cái khu đô thị nhé. Cái khu đô thị này cái lượng người xây dựng nhà cũng có nhưng mà lác đác. Vắng khách.
Trước mặt chúng ta đây là nhà thờ Trà Cổ thuộc thành phố Móng Cái. Nhìn hướng ra phía trước nhà thờ Trà Cổ là bãi biển Trà Cổ rất là nổi tiếng, khu du lịch rất là nổi tiếng của mũi Sa Vĩ. Và đi liền với những cái khu bãi biển nổi tiếng thì chúng ta thấy lại có cái sự đầu tư của các cái nhà địa ốc. Trước bãi biển của Trà Cổ họ bắt đầu lại xây dựng các cái căn biệt thự. Mình không rõ là đây là chủ đầu tư là của tập đoàn nào hay là của công ty nào thì mình biết. Nhưng mà bắt đầu mới có năm trước mình xuống Trà Cổ chưa có xây dựng những cái công trình này, mà sau một năm xuống họ đã xây rất là kín, đã thành cái khu phố ở đây rồi, khu choán hết các cái mặt biển. Đây là các cái biệt thự nghỉ dưỡng tại bờ biển Trà Cổ. Trước mặt chúng ta là cái đường từ nhà thờ đạo của Trà Cổ nhìn thẳng ra hướng phía biển. Các biệt thự đã xây được kín hết. Mới cách đây một năm mà mình chưa xuống cái bãi biển này, mà sau khoảng một năm xuống họ đã xây dựng rất là bạt ngàn. Đây là các cái căn biệt thự này, mình nghĩ là chắc là họ cho thuê để nghỉ dưỡng tắm biển. Trước mặt chúng ta là bãi biển Trà Cổ rất là dài và rộng, hàng chục km từ phía mũi Sa Vĩ cho đến cái điểm xa xa kia là bãi biển Đá Đen, dài hàng chục cây số. Và đi kèm với những cái bãi biển xinh đẹp và du khách hay đến tắm biển thì là những cái dự án bất động sản đã mọc lên. Thì ở đây một cái dự án bất động sản mới mọc lên mình cũng chưa biết tên, nhưng mà họ đã xây dựng hàng loạt, đồng loạt xây dựng. Những dự án này chắc là rất là nhiều tiền, không cần phải đợi mọi người góp vốn mà họ xây dựng luôn, đồng loạt xây dựng luôn. Đây họ xây dựng chắc dài cỡ cả cây số. Mình đi một dạo một vòng cho mọi người xem. Rất đẹp. Ngoài thôi, không vào đấy làm gì đâu. À, các bác bảo vệ họ nhắc nhở là đi bên ngoài thôi. Ở phía trước mặt là biển nhé, hàng thông, mọi người xem hàng thông vi vu rất là đẹp. Các cái công trình thì họ xây mộc thôi, phần nội thất là họ chắc là chưa hoàn thành, họ có thể họ làm đồng loạt luôn. Rất lớn, rất rộng, rất là dài, rất đẹp. Đây họ trang trí cả cây thông Noel này.
Đây thấy cái dòng chữ họ ghi là trà cổ Long Bích Luxury, tên là Long Bích, chắc là tập đoàn tên là Long Bích gì đó. Đây họ đã trồng khá nhiều cây cọ này. Là của công ty cổ phần Trung Tính. Trung Tính. À, ống ở Hà Nội. Đây là bác bảo vệ ở khu vực này. Vâng. Bác người ở Trà Cổ hả? Vâng. Tôi người Trà Cổ. Năm ngoái em xuống em đã thấy họ xây dựng đâu nhỉ? Vâng. Năm ngoái xây dựng rồi đấy. À, năm ngoái bắt đầu xây à? Vâng. Xây cũng nhanh nhỉ? Vâng, nhanh. Cái chiều dài này có khi phải 2 cây số ấy nhỉ? Không, một cây số. À, 1 cây số hả? Ừ. Cái ông này ông lắm tiền đấy nhỉ? Có cổ phần đầu tư nó lắm. Vâng, vâng, công ty cổ phần. Nó gọi công ty cổ phần luôn rồi. À, Trung Tính hả? Vâng, Trung Chính. Trung Chính hay là Trung Hà Chính. Nội à? À, vâng. Trung. Ông Hà Nội. Vâng. Bác bảo vệ đây lương có cao không bác? Ở được cầm ít lắm, ở 5 triệu thôi. À vâng, thế cũng được rồi. À, nó hợp đồng trong mấy 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 năm hay là bao nhiêu tháng? Cứ vậy đó mới. À. Đây theo như cái bác bảo vệ bác nói là các cái biệt thự này xây dài hàng cây số, chiều rộng cũng phải hàng trăm mét mà chiều dài hàng cây số. Phải nói là các nhà đầu tư khá là nhiều tiền của đổ vào đây xây dựng luôn, chứ không có gọi kêu gọi thêm các cái vốn đầu tư nữa mà họ xây dựng luôn. Thế thì mình đi dạo một vòng cho mọi người thấy. Xây dựng cũng chỉ trong khoảng năm hơn năm mà rất là phát triển. Đây có các cái xe hợp đồng họ đưa khách nước ngoài đi tham quan du lịch. Đấy, khách người Trung Quốc họ đi tham quan du lịch. Đưa người Trung Quốc để xem cái sự phát triển của Việt Nam ở phía khu vực Trà Cổ này. Đây là các cái lữ hành này họ đưa các cái du lịch không đồng của người Trung Quốc này ra tham quan ở phía khu vực Trà Cổ này. Đây mình chạy qua một vòng cho mọi người xem cái dự án Long Bích này, khu vực bãi biển Trà Cổ này. Khu vực này họ đang che chắn, họ đang xây dựng, họ che chắn. Đây bên đây là các shop house Trà Cổ Long Bích. Bên tay trái của chúng ta là các cái dự án khu vui chơi giải trí, các cái nhà nghỉ khách sạn. Đây họ đang xây dựng một cái tòa khách sạn Trà Cổ Long Bích ở đây nhé, rất là lớn, họ đã xây xong mà nó chưa đưa vào hoàn thiện đâu. Cái tòa nhà này cũng khá là cao, 11 tầng.
Đây là những cái tham vọng mà rất là lớn của các cái tập đoàn địa ốc. Đây chúng ta thấy ghi, họ ghi là Long Beach Trà Cổ Luxury Resort. Cái này là công trình này của người Việt Nam đầu tư xây dựng nhé, chứ không phải của Trung Quốc đâu. Mặc dù giáp biên giới Trung Quốc nhưng mà công trình này của các nhà đầu tư Việt Nam. Điều đó chứng tỏ nói các nhà đầu tư Việt Nam cũng rất là mạnh. Như vậy là mình đã giới thiệu cho các bạn xem một cái dự án ở cái khu vực bãi biển Trà Cổ rất là nổi tiếng. Trước mặt chúng ta là một cái biểu tượng của bãi biển Trà Cổ, bắt đầu bước vào bãi biển Trà Cổ. Không biết là cái bút hay là cái gì, mình không nắm cả. Phía bên tay trái của ông ta có một cái dự án về các cái nhà máy chế biến hải sản, chế biến tôm của thành phố Móng Cái. Họ xây cái khu vực này, cái nhà máy chế biến này cũng rất là dài và rộng. Thế nhưng mà cho đến đến ngày hôm nay thì không có tôm để mà chế biến. Cho nên công trình này cũng bắt buộc phải phá sản. Họ có nghĩ là xây dựng được cái nhà máy chế biến tôm ở đây. Đây, trước mặt chúng ta là nhà máy chế biến tôm. Cũng xây dựng và rồi đóng cửa. Cũng là một dự án bất động sản cũng không thành công. Phía trước mặt chúng ta là cái nơi kết thúc của cao tốc Hạ Long Móng Cái. Cái chỗ vòng xuyến này là kết thúc của cao tốc Hạ Long Móng Cái. Và đi thẳng về phía cửa khẩu Bắc Luân 2 là một cái dự án Vinhome khá nổi tiếng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Đi thẳng về phía cầu Bắc Luân 2, cửa khẩu Bắc Luân 2 là cỡ khoảng 1 km. Là đến một cái dự án bất động sản khá nổi tiếng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Khu vực này xây dựng hơn 2.200 căn hộ. Vừa là shop house, vừa là liền kề, vừa là độc lập. Giá tiền mỗi một căn thấp nhất là khoảng 4 tỷ rưỡi và cao nhất là khoảng 28 tỷ. Trung bình là 5 năm trung bình là 8 đến 10 tỷ và đến 15 tỷ một căn. Từ đoạn cuối của cao tốc là bắt vào cái đường ra cửa khẩu Bắc Luân này. Đấy, trước mặt chúng ta thấy là sau khi đi khoảng 1 km là chúng ta thấy các cái khu dự án đã hiện lên trên cái trục chính này. Và theo mọi người dự đoán là đây là cái dự án lớn lớn và hoành tráng nhất. Không cần đợi mọi người đăng ký mua đất, nhưng họ họ đã xây dựng luôn hơn 2.000 căn luôn. Chưa cần biết là bán được hay không bán được, có người mua hay không mua được, là họ đã xây dựng luôn hơn 2.200 căn luôn. Đấy là sức mạnh của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, khá là khủng khiếp. Họ sẽ xây dựng hai hai bên của cái tuyến đường này, bên phía bên tay phải
container đỗ nhiều nhiều này là chúng ta đã đến cái khu dự án này rồi. Mà có một video mình đã quay cụ thể cái dự án đầu tư này rồi. Đấy, dự án này là bên phía tay phải và tay trái nhé. Đây chúng ta đã có thể nhìn thấy. Cái vị trí ô tô kia đi vào là chở cống vậy. Đấy là toàn bộ dự án nằm bên tay trái và tay phải. Với cái dự án tỷ phú Phạm Nhật Vượng này, nếu mà các bạn muốn xem chi tiết thì các bạn vào cái video của mình tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư lớn tại biên giới Trung Quốc ấy, thì các bạn xem nó chi tiết hơn. Thì đây cũng là một cái dự án rất là lớn, và họ không cần phải chờ mọi người đăng ký mua, họ xây luôn, sau này ai mua được mua thôi. Và giá cả chắc cũng không phải dành cho người nghèo. Thế còn các bạn muốn chi tiết thì các bạn sẽ vào cái video mình quay về cái dự án ấy cho mọi người xem nhé. Mình sẽ đi quay tiếp các cái dự án khác. Ở đây các sàn giao dịch đại lý F1 phân phối chính thức dự án của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, họ đã treo biển quảng cáo rồi nhé. Cái văn phòng bán hàng này ở cái khu đô thị Green Park này cũng là một cái dự án nhà ở. Tí nữa mình sẽ quay cho mọi người xem. Ở đây là các cái đại lý họ đã treo biển để bày bán các cái dự án của tỷ phú Phạm Nhật Vượng này. Vingroup Golden Avenue này. Đây cái dự án của tỷ phú Phạm Nhật Vượng gồm có 3 phân khu này. Phân khu New York này. Phân khu Paris này. Và phân khu Tokyo này. Đấy. Đây là cái bản đồ của họ này. Còn trước mặt chúng ta đây là cái khu đô thị Green Park, một cái khu đô thị ngay sát bên cạnh cột đồng hồ của thành phố Móng Cái thôi. Vinhome. Cái khu đô thị này là họ ghi là Green Park. Thì theo mình nghĩ thì cái khu đô thị này ngay sát cái cột đồng hồ của thành phố Móng Cái thì là họ sẽ mua hết ngay và họ xây dựng luôn. Đấy, thì chắc là cái dự án này là thành công. Mình cũng chưa biết là họ xây dựng hay không xây dựng, nhưng mà mình thấy là họ xây dựng ngay sát thành phố Móng Cái này thì cái lượng mua rất là lớn, và họ mua xong họ xây dựng luôn. Thì mình sẽ đi một vòng quanh cái dự án này cho mọi người xem. Chúng ta thấy là các cái shop house này họ đã mua hết, và họ đặt làm các cái văn phòng giao dịch bất động sản khác. Có cả cái khu này họ là đặt văn phòng giao dịch các cái bất động sản khác. Đây là họ mua hết luôn. Những khu vực này cũng là những người nhà giàu họ mua, họ kinh doanh, đầu tư. Thank you.
khu vực này mình nghĩ là họ sẽ xây dựng và đầu tư hết. Họ đã mua và họ xây dựng, họ đầu tư hết rồi nhé. Nhà ở san sát, mua hết rồi. Thì chúng ta quan sát là cái dự án này nó ngay sát thành phố Móng Cái thì họ, và nó cũng nhỏ nhưng họ mua hết, họ mua ngay lập tức. Khu vực này nếu không nhầm thì họ chỉ có xây cái cổng chào của dự án và một vài cái nhà văn phòng đại diện là xong. Đây mình quay qua một vòng sơ sơ cho các bạn xem. Khu vực này nhanh chóng họ đã mua hết. Trước mặt mình là một cái dãy dự án ở đằng sau cái khu vực Wincom. Đây cũng là cái dãy dự án shop house, cửa hàng với nhà ở. Riêng cái dự án này chắc là khu vực này nó ngay cửa khẩu quốc tế Móng Cái cho nên là họ cũng đã mua hết ngay. Bởi vì họ gần ngay cửa khẩu. Đấy, họ mua lại, họ làm các cái home sơ tây rồi các cái văn phòng giao dịch. Nên mình nghĩ được cái dự án này là họ xây xong là họ bán được hết khẩn trương ngay. Họ mua lại họ có thể cho thuê nhà. Đây, họ bán cả cà phê, cà pháo ở dưới đây. Đối với dự án này ngay sát Wincom này thì họ xây xong là họ bán hết ngay. Đây, họ có thể làm các nhà hàng ăn uống, các cái văn phòng giao dịch bất động sản. Đây thì như chúng ta quan sát này, cái dự án này chắc là cũng nhỏ thôi, mình nghĩ là cũng chắc khoảng 1-2 hecta gì đấy. Ở đây họ xây xong là họ bán được ngay, và mình quan sát là thấy là họ đã mua hết.
Bởi vì cái dự án này bên phía tay phải chúng ta là Wincom của Mong Khái. Thì bên cạnh Wincom Mong Khái là các cái dự án nhà dự án. Mình nghĩ nó có khoảng 2-3 dãy á. Dãy này mới dãy đằng sau. Cái dãy này là hết, là họ bán được ngay lập tức. Đây có cái trạm sạc lưu động của VinFast này. Trạm sạc lưu động. Xe nào hết pin hoặc là hết pin mà bị không giữa, bị hết pin giữa đường mà không có chạm sạc thì họ sẽ chạy ô tô đến để sạc vào. Đây là cái xưởng dịch vụ của VinFast này. Đây là mình giới thiệu thêm một cái dự án shop house của cái khu vực thành phố Móng Cái này cho chúng ta xem. Cái dự án này nó ở cái khu vực gần cửa khẩu quốc tế, nhưng mà nhỏ thôi. Ở đây họ xây xong là chắc là bán hết rồi. Đấy, đấy là toàn bộ cái khung cảnh cái dự án nhỏ này mình quay cho mọi người xem. Cũng là một dự án trong thành phố Móng Cái. Đấy, trước mặt chúng ta hải sản Ba Niêm là cái dãy đấy. Cái dãy đây mới dãy đằng sau. Và dãy bên tay phải này. Còn trước mặt chúng ta là một cái dãy kiosk đấy. Mình nghĩ là cũng họ xây để cho thuê hoặc là bán để như kiểu bán kiosk ấy, để cho thuê văn phòng hoặc là thuê nhà ở hoặc homestay các kiểu. Đấy, họ đang xây dựng trước mặt chúng ta. Nó cũng ở ngay cái dự án gần Wincom này. Trước mặt ống kính của chúng ta là bên phía Trung Quốc. Đứng ở vị trí này chúng ta thấy dòng sông Bắc Luân. Và bên tay phải là bên Việt Nam, còn bên tay trái là của Trung Quốc. Xa xa kia chúng ta vẫn nhìn thấy tòa nhà cao su và quảng trường Hòa Bình kia. Phía bên Trung Quốc đó là cái tòa Plaza cao cao ấy. Giữa là dòng sông Bắc Luân. Chúng ta quan sát bên phía Trung Quốc. Bên họ cũng rất nhiều tòa nhà cao tầng kia. Quay trở lại bên phía của Việt Nam thì chúng ta thấy trước mặt chúng ta là một cái dự án shop house nhà ở. Mình cũng không biết là của công ty nào, nhưng mà họ riêng cái đoạn phố này họ xây dựng hết. Xây dựng hết. Và xây xong cũng đã khá lâu. Vết sơn cũng đã có thể là bẩn đi rồi. Nhưng mà chưa thấy mọi người mở rộng bày bán kinh doanh cái gì cả. Đấy, thì mình cũng giới thiệu cho mọi người thấy một cái dự án cũng bên bờ sông Ca Long, ở bên bờ sông Bắc Luân. Dự án này mỗi một cái tòa nhà là cao khoảng 4 tầng và một tum. Ở đây mình thấy cái tòa nhà đầu này có người sửa sang lại, nhưng mà chưa thấy bày biển bán hàng hay là làm dịch vụ văn phòng gì cả. Tuyệt đối theo mình suy nghĩ ở cái phía này thì cũng xa trung tâm. Mà bán hàng hoặc làm các cái văn phòng dịch vụ thì chắc là cũng không thể bằng ở gần trung tâm thành phố. Cho nên cái khu dự án này nó cũng bên bờ sông Bắc Luân, giáp với Trung Quốc, nhưng mà nghe chừng là bán cũng hơi chậm. Hoặc là có thể mọi người mua hết nhưng mà bây giờ đầu tư vào là cũng bị ảnh hưởng đến dòng tiền vốn.
Anh ta thấy là cái đoạn này cũng rất là rộng và lớn, nhưng mà vẫn còn trống, chưa có người vào khai thác sử dụng. Bên phía trước mặt chúng ta là thành phố Đông Hưng. Cái khu vực này đợt trước mình sang bên Trung Quốc nhưng mà cũng chưa đến cái khu vực này. Khu vực này xây rất nhiều chung cư lớn. Đất nước họ là rất là đông dân nên họ xây dựng rất là nhiều chung cư lớn. Đấy, thì trước mắt chúng ta là một cái dự án mình không biết tên nhưng mà thấy là cũng chưa đưa vào hoạt động. Trước mặt chúng ta bên phía phía Trung Quốc. Còn bên phía bên đây là Việt Nam. Đây là mình quay cho các bạn xem cái dự án Móng Cái Mariana này, nó cũng sát bên biên giới Trung Quốc, biệt thự liền kề này. Đấy, đất họ còn không biết là mua hết chưa nhưng mà họ xây dựng vẫn còn ít lắm, vẫn còn rộng. Theo mình quan sát được các cái hệ thống đèn chiếu sáng thì đã xong, hệ thống đường vào các cái khu đô thị liền kề thì cũng đã xong. Đấy, cái khu vực này họ có khả năng là họ mua rồi nhưng mà họ chưa xây dựng. Vị trí này là sát với sông Bắc Luân. Phía xa xa thì mình thấy là cũng đã lác đác cũng như là cái khu đô thị Phượng Hoàng, họ đã bắt đầu họ xây dựng. Đây, đất trống vẫn còn rất là nhiều nhé, chưa xây dựng. Đây họ xây lác đác đây, cỏ mau mọc, xây dựng lác đác chưa được bao nhiêu. Đất dự án vẫn còn rất nhiều nha, đây cũng thấy cỏ mau mọc, rất là nhiều cỏ lau mọc, chưa xây dựng hết. Khu phố này gọi là khu phố Hoàng Diệu ấy. Mà chúng ta là chạy cái hướng thẳng sang phía bên kia của Trung Quốc nhé.
các cái đất dự án vẫn còn cỏ lau mọc, chưa xây dựng. Móng Cái Marina. Đây là cái dự án Móng Cái Marina của cái tập đoàn SGO Group. Trong thời gian đóng băng không biết bán được hết chưa, nhưng mà để xây dựng, mọi người xây dựng chưa được. Phía trước mặt ta là thành phố Đông Hưng của Trung Quốc. Đây người ta gọi là phố Lê Thanh Nghị này. Cái dự án này còn bỏ trống rất là nhiều đất chưa xây dựng này. Cả hệ thống đường xá thì họ làm xong rồi, xây dựng. Đây là cái đường vào cảng cạn ICD Thành Đạt này. Cái khu vực này cũng nằm trong dự án nhưng mà xây dựng vẫn chưa có. Các cái hệ thống đường điện, trường trạm, nước là có đấy. Vẫn bỏ hoang. Đâu cũng treo biển bán đất. Đây mình sẽ chạy vòng vòng cho mọi người xem này. Họ đã làm đường và điện hết rồi nhưng mà chưa có người xây. Không biết đã có người mua chưa. Đây thấy còn vắng lắm. Rất là rộng nhưng mà vẫn không có người xây. Ở đây giá cả như thế nào mình cũng chưa biết, nhưng mà khu vực này rất là rộng nhé. Nó giáp với khu vực cây số 2 của Hải Yên. Phía đối diện là Trung Quốc. Đây không biết họ đã bán được bao nhiêu thì mình chưa biết, nhưng mà thấy xây dựng còn ít lắm.
Nhưng mà các cái công trình điện và đường và mình nghĩ là khả năng nước là họ đã làm xong. Đấy là mình xin giới thiệu cái dự án Marina ở cái khu vực giáp dòng sông Bắc Luân biên giới Việt Nam và Trung Quốc cho mọi người xem nhé. Dự án bây giờ thành trại nuôi bò rồi này, rất nhiều bò vào đây ăn cỏ. Mình giới thiệu với mọi người đây là cái khu đô thị Hải Yên nhé. Dự án khu đô thị Hải Yên này. Mình nghe nói là họ cũng đã bán rồi nhưng mà lượng người mua chắc là chưa hết. Cái khu đô thị này cách thành phố Móng Cái khoảng 2 cây đi về phía Hạ Long, đường cũ đấy. Đây mình đi một vòng cho mọi người xem. Cái dự án này thì mình thấy cũng vẫn còn bỏ hoang rất là nhiều. Về cái mật độ xây dựng thì cũng chưa có nhiều nhà xây dựng lắm. Ở đây hệ thống điện đường và nước rồi điện những thứ này họ cũng đã trang bị xong rồi. Cũng lác đác có vài nhà người ta xây dựng. Còn lại trống cũng nhiều lắm. Đoạn này đường chắc chưa xong. Khu này cách thành phố Móng Cái khoảng 2 cây. Đoạn này họ cũng chưa 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 xong. Đồi núi họ vẫn còn cỏ lau mọc nhiều lắm, chưa xây dựng hoàn thiện. Đây mới có một số ít nhà họ xây. Ba bốn cái gì đó.
Còn lại cũng chưa xây dựng gì. Có khả năng họ bán hết đất rồi nhưng mà xây dựng thì chưa, họ chưa xây dựng gì đến đây. Đây là khu đô thị Hải Yên, Hải Yên Villa. Lác đác mua vài nhà xây thôi. Dự án này mình thấy mở ra cũng vài năm rồi, nhưng mà cũng chắc là họ mua đất để đấy thôi, họ không xây dựng gì cả. Đất vẫn còn thừa, chưa có nhu cầu. Thế nhưng mà đối với những người dân nghèo thì vào đây cũng không phải là dễ. Tiếp theo giáp với khu đô thị Hải Yên này thì chúng ta đến một cái khu đô thị liền kề ngay đấy. Thấy họ mở cũng rất là lâu rồi nhưng mà chưa biết là bán được hay chưa. Các hệ thống đường và hệ thống điện cũng đã làm xong. Đây là bên ngoài anh ta đấy, khu đô thị Hải Yên bên phía tay trái. Xuống đó bên cạnh là một cái khu đô thị nữa. Mời các bạn cùng xem. Đây là cái khu đô thị Promexco Móng Cái. Đây họ ghi là Promexco nhé. Thì theo mình quan sát từ bên ngoài thấy là cũng các cái đường cũng họ cũng làm xong. Còn, các hệ thống điện chưa thấy. Đường thì làm xong, hệ thống điện chưa thấy. Khả năng ở đây bán cũng chậm bởi vì cách thành phố Móng Cái mấy cây số. Đấy, bên phía bên tay trái. Promexco Móng Cái. Sát quốc lộ 18A. Bên đây họ che biển hết rồi, họ khả năng họ chưa làm xong. Mình nghĩ cũng phải dài khoảng một cây số. Chiều rộng không biết bao nhiêu mà. Đây họ cũng đi bao nhiêu cái sổ đỏ lâu dài này. Đất xanh miền Bắc các kiểu này. Đấy, phía bên tay trái
dài khoảng 1 cây số, nhưng mà họ che biển thì chắc là họ chưa làm xong nên họ vẫn còn che biển. Đây là một số các cái dự án, những cái tham vọng đầu tư về bất động sản của các cái nhà đầu tư, thì mình cũng muốn giới thiệu cho các bạn xem như thế. Đi tận đây bắt đầu mới hết cái dự án Promeco của Móng Cái. Rồi thì vì thời gian có hạn nên mình cũng giới thiệu sơ lược về những cái dự án đất và những cái tiến trình rồi những cái việc xây dựng của các cái người mua đất dự án cho mọi người xem và cảm nhận. Mình xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo nhé.